thế này thì gặp nhau để xem giải tăng. Như vậy đây là chương trình liên tục gặp nhau trên tinh thần đại đoàn kết. Theo ý tưởng hoàn toàn công an viên của khu vực đây là những vấn đề rất là tổ chức để làm sao mà chúng ta bắt đầu. Lớp đoàn bỏ bóng khéo của các cầu thủ khu 6 khu 4 vừa một không. Đó là chiếc đồng bóng đã cho chắn đà chặt tay điểm cho khu 6 mất đều. Bóng khéo để bóng tốt của các cầu thủ khu 6 điểm cho khu 6 2-1. Ông sang đưa con trẻ về nhà nhá. Đội bóng ra ngoài điểm số 6-3-1. Điểm số chênh nhau 2 điểm. Vẫn hàng chưa trả sân cái này. Vẫn còn quý vị và các bạn đang theo dõi về trận tranh giải 3 giữa khu 6 và khu 4. Điểm số đang là 4-1. Nghiêng về các cầu thủ khu 6. Tôi đổi vô bốn chưa có sự ăn ý trong những đường bóng vô hồ. Điểm số 6-5-1. Đá bóng chưa có lưới để điểm số 4-2-5. Thank you.
Điểm cho phút 6, 8, 5. Điều quý vị vừa rồi là những làn khói chứ không phải xin mưa. Vừa rồi quý vị câu hỏi do trời có xiêm như không phải. Đây là khói của hàng xóm bên cạnh. Đội bóng chưa có lưới điểm do khu 6, 9, 5, điểm số tranh nhau 4 điểm. Đội tuyển số 6 13.
đây nhỉ? Trọng tài sẽ được bóng đá ra ngoài. Điểm số 6, 14, 10. Điểm số chênh nhau 4 điểm. Đường bóng khó. Điểm cho khu 6, 15, 10. Khu 4 xin phản ứng. Trần Xuân Nữ thì các cầu thủ nữ của cả đội Đông Nam thi đấu để tranh giải ba, và Trần Xuân Nam của đội Nam khu 6 và Nam khu 4 cũng đang thi đấu để tranh giải ba. Đã hết thời gian hội ý, xin mời hai đội chờ sân. Xin mời hai đội chờ đợi sân để tiếp tục thi đấu. Cầu thủ khán giả những đội bóng Anh. Để những em nhỏ chúng ta đứng lui ra, các khán giả chúng ta đứng lui ra phía bên ngoài để cho các cầu thủ cứu bóng. Trong hội ý thì khu 4 đã ghi điểm số, rút ngắn điểm số còn 11-15. Như vậy cứ sau hội ý là lại có điểm. Cứ hội ý là có điểm. Bóng trên sân. Đội điểm cho khu 6, 16-12. Điểm số đang là 16-12. Sự bóng rất rất kỹ thuật của cả hai đội cũng đang không để cho trống mà cho bóng để tiếp tiếp mình, và hai đội cũng đang cố gắng để giữ liên. Quả bóng khéo của các cầu thủ khu 4 rút ngắn điểm số còn 14-16, như vậy điểm số chênh nhau 2 điểm. Đội bóng chưa qua lưới, bóng lăn ra ngoài. Điểm từ điểm cho khu 4 rút ngắn điểm số còn 15-17. Điểm số chỉ chênh nhau 2 điểm. Sự bị kéo của các cầu thủ khu 6 đã nâng điểm số lên 18-15. Đội điểm cho khu 4 16-18, điểm số là chênh nhau 2 điểm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bóng đã lăn tay khai trận. Điểm cho khu 6, 19, 16, điểm số trên nhau 3 điểm. Vẫn còn. Các cầu thủ khu 6 đã để người mất lưới. Điểm số cho khu 6, 20, 16. Quả bóng khéo của đội tuyển U16 đã dứt điểm và chiến thắng ở trận đầu tiên với điểm số là 21-16. Như vậy trận đầu tiên thì U16 đã thắng. Tôi đã giao hiệu cho bóng một sân. Trận thứ hai thì U4 sẽ bắt bóng. Xin mời bắt đầu. Trận bóng ra ngoài, điểm cho khu 6 1-0. Chắn bóng tốt, bóng tay chân, điểm cho khu 6 2-0. Đường bóng khó của các cầu thủ khu 4, điểm 3-0 cho khu 6. Bỏ bóng khéo của Đức Hùng để điểm cho khu 4 1-3. Chấm bóng tốt, điểm cho khu 4 2-3. Đúng rồi.
cho khu 4, 5, 3. Giữa thứ 6 và thứ 4, điểm số đang là 6-3. Đây là giải bóng truyền hơi chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2023. Như vậy năm 2023 đã dần khép lại. Các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao của xã Cao Xá cũng đã tổ chức rất nhiều các hoạt động văn hóa văn nghệ, đặc biệt là chào mừng 30 tháng 4 và quốc tế lao động mùng 1 tháng 5 thì tổ chức đi dự phố. Cái đoàn đám của quốc khánh mùng 2 tháng 9 thì bóng đá, văn nghệ và đồng diễn của trạm đồng diễn của đoàn thanh niên thi đức đội. Và cái ngày tháng 10, cái ngày lễ của các đoàn thể. Và lúc đấy là kỷ niệm 93 năm ngày này mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam thì tổ chức một bóng truyền hơi năm nữa. Bóng đang về rồi, đang bóng đang trước khi từ đường đường bóng từ người đồng đồng đất vị trí của các cầu thủ được ban huấn luyện đang chỉ đạo rất sát và không để sút bóng để vào bóng và ghi điểm. Và đội bóng đang cố giữ để giữ điểm. Lắm. Các bạn đang điều chưa có một
thuật của tài, các cầu thủ phải chú ý là tiền đạo này tiếng còi của tài. Đấy, chắc là sớm hơn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đức Nam Đức Hoa. Đại tài gia đình bóng đã chọn tay các đội tuyển khu 6 đi ra ngoài. Điểm cho khu 4 1-0 ở set thứ 3. Em là những chiếc cúp và biển bảng các em. Đây là chiến thắng của quân tổ chức cho các em nhỏ thân dưới. Hiện nay là xem bắt đầu đúng rồi. Bóng ra ngoài
tải tiền cho các cầu thủ U6 7 5. Ở các trận thẻ ba và cũng như trận thẻ nhất thì sân của chúng ta đang bắn lên rất cao, phạt bóng quá nhẹ, phạt bóng quá thấp trên vòng lưới, đội điểm cho U4 6 7. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chúng ta ba nữa. Như vậy cô tướng chúng ta nữa. Cô muốn cho nó sự thay đổi cho cụ. Vân quang thay ra thân. Cô muốn chưa có lấy điểm cho cô tướng 11-13. Xin mời khán giả đứng lên ra. Cảnh nghề ơn chí trong ban tổ chức mời khán giả đứng lên ra cái tốc độ thủ bóng. Bóng kéo của Hoàng Giang. Điểm 14-11 cho khu 6. Và 3 điểm cho bạn. Quả bóng tốt của tốc độ khu 4 điểm cho khu 4. 12-14. Điểm số chiến thắng còn 2 điểm. Như vậy giải ta sẽ được về khu 6 Việt Nam và khu 6 Việt Nam và khu...